phòng, sau đó lại là một chị gái nữa. Con khỉ cũng tốt tính cùng chị gái giao lưu một hồi, làm cho chị gái vui muốn chết đi được. Không lâu sau đã bán hết xu chuối. Chủ quán bên cạnh nghe thu hoạch hôm nay, bọc lại trong túi đưa cho con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ cầm tiền vui vẻ trở về. God, have mercy upon us. Thank you.
It is finished. Hey!
Thank you.
của mẹ.